Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão sáng ngày 13 tháng 1, đoàn lãnh đạo huyện Kham Cợt tỉnh Bô Ly Kham Say do đồng chí Pasuk Suk Chum Pa Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kham Cợt dẫn đầu đến chúc Tết cán bộ và nhân dân huyện Vũ Quang. Tiếp đoàn có đồng chí Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phan Hồng Yến, Nguyễn Thanh Sơn, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các ban ngành đoàn thể huyện thay mặt lãnh đạo huyện kham cợt đồng chí pasuk chumma livong ủy viên ban thường vụ huyện ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh tết cổ truyền là tết đặc biệt có ý nghĩa với nhân dân hai dân tộc việt nam và lào tuy thời gian tổ chức của hai dân tộc khác nhau nhưng đều mang ý nghĩa đặc biệt nhân dịp này cán bộ và nhân dân các bộ tộc huyện kham cợt chúc cán bộ và nhân dân huyện vũ quang đón tết cổ truyền dân tộc vui vẻ đầm ấm hạnh phúc và an khang năm mới nhiều thắng lợi mới chúc đảng bộ huyện Vũ Quang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đề ra và tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đảng, hai dân tộc. Đồng chí Pasok Vong, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cũng đã cảm ơn sự giúp đỡ của huyện Vũ Quang về phát triển cây ăn quả, hỗ trợ xi măng làm đường bê tông. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cán bộ nhân dân các bộ tộc huyện kết nghĩa khăm cợt đã dành cho cán bộ và nhân dân huyện Vũ Quang nhân dịp Tết đến xuân về và chuẩn bị kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Bùi Khắc Bằng mong muốn hai huyện Vũ Quang khăm cợt ngày càng thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau để cùng phát triển, nhất là phối hợp giữ vững tuyến an ninh biên giới, phòng chống buôn bán vận chuyển ma túy.